Hôm nay có dịp về quê thăm vườn sầu riêng, mời các bạn đến huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ nha. Đây là vườn sầu riêng là chuẩn bị thu hoạch nè, còn chừng khoảng hơn nửa tháng thu hoạch được rồi trái. Năm nay thì nó không có nhiều trái như mỗi năm, nó bị mưa nhiều, nó rụng rụng hoa đó với rụng trái nè, nhưng bù lại thì nó trái cây trái của nó là rất là to, 4-5 kg trở lên, có trái cũng căm gần 10 kg nữa. Tuy nó thấp nhưng mà nó bù lại là trái nó to các bạn, to hơn trái bình thường. Mình không biết giờ giá cả bao nhiêu, mời các bạn đến xem vườn sầu riêng của ở huyện Phong Điền quê mình nha. Nhìn thấy ham không kìa, quá trời trái nè. Trời ơi, được bự không à. Để có dịp mà hôm nào thu hoạch thì mình sẽ quay clip cho các bạn xem nha. Ôi, quá trời, một cây cũng mấy chục trái đó cả nhà. Thấy ham không? Trang mời các bạn về quê Phong Điền, quê của mình nha. Mệnh danh là quê của miền biệt, quê ở trái cây của miền Phong Điền á, rất là ngon thơm. Miền sông nước miền Tây ở Phong Điền là trái cây rất là nhiều nha, dân ở đây mến khách lắm các bạn ơi. Nè, mình quay cho các bạn xem nha, trái thấy ham không nè, gặp nó trúng mùa nữa là còn thấy ham hơn nữa đó.